Long khoa học trải nghiệm tự làm trắng răng tại nhà với bộ kit mua trên mạng ở Miley. Tình trạng trước khi làm răng vàng như cô gái dám nắng. Nó có bộ kit làm trắng răng kèm đèn thúc đẩy quá trình làm trắng. Bạn có thể dùng chung máy này với người yêu, nhưng người yêu là thứ bạn không có. Buồn cho mấy bạn ế quá. Dùng cái này phải đánh răng trước khi ngậm. Hạn chế sử dụng đồ có màu và cà phê. Ngậm xong nhớ để yên trong 15 đến 20 phút. Tất nhiên người ta bảo hạn chế ăn đồ có màu chứ người ta có bảo cấm hẳn đâu. Dù vậy đến ngày thứ 3 độ trắng đã nổi lên bần bật hết hồn. Ôi trời ơi. Ngày thứ 4 thành quả vô cùng xứng đáng. Wow. Mày nhìn thấy chưa? Bạn nhìn độ trắng nổi bần bật lên khoảng 2 tông luôn. Mà cái này có thể tự làm tại nhà đỡ phải mất công đi nha sĩ. Mà lại rẻ hơn, dùng mấy năm cũng được. Smiley có hiệu quả. Long khoa học review khoa học.